Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Tân Phúc đã tập trung mọi nguồn lực ra đồng để thu hoạch lúa vụ mùa, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông đúng thời vụ. Trên khuôn mặt của những người nông dân nơi đây, ai cũng phấn khởi, hồ hởi một vụ mùa thắng lợi. Cánh đồng Na Xài, thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, bà con nông dân đang phấn khởi vì một vụ mùa bội thu. Cùng với các hộ gia đình trong thôn Tân Thủy, gia đình chị Hà Thị Thời đã nhanh chóng thu hoạch gọn diện tích lúa vụ mùa của gia đình. Chị Thời cho biết, vụ mùa này gia đình chị gieo cấy 3 sào, năng suất ước đạt 3 đến 4 tạ trên một sào. Nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ, thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc theo hướng dẫn, cùng với diện tích lúa chỗ sau mùa mưa bão nên năm nay diện tích của gia đình đã cho thu hoạch lớn. Đến nay, gia đình chị đã hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ mùa, đảm bảo cho sản xuất vụ đông. Vụ đông năm nay, toàn bộ diện tích sẽ được gia đình chị đưa vào gieo cấy cây ngô. Năm nay nhà trồng được 3 sào, một sào thì được khoảng 3 đến 4 tạ. Sau khi gặt xong thì làm đất để trồng ngô đông. Không chỉ thôn Tân Thủy, trên khắp các cánh đồng ở các thôn bản trên địa bàn xã Tân Phúc, bà con nông dân đều đang tập trung mọi nguồn lực ra đồng để thu hoạch lúa vụ mùa. Phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa sớm nhất, thu hoạch đến đâu, bà con nông dân tập trung khâu cắt rạ và hoàn thành khâu làm đất đến đó. Nhiều hộ gia đình do chủ động ươm giống trước nên ngay sau khi gặt xong đã đưa cây ngô vào gieo trồng theo đúng lịch. Trong tổng cái số diện tích cấy của cái vụ thu mùa thì đến hiện tại bây giờ thì bà con đang thu hoạch, và theo cái sự chỉ đạo chung của thường trực ủy ban ấy thì chỉ đạo cho bà con dân thu hoạch đến đâu thì chuẩn bị đất để làm cái vụ đông đến đó. Và đến hiện tại bây giờ thì tổng trên cái số diện tích của bà con nhân dân cấy trong cái vụ thu mùa thì hiện tại giờ đã thu hoạch được khoảng tầm 60%. Và để tiếp tục cho cái vụ đông tiếp theo ấy, thì cũng vừa là theo kế hoạch của huyện để cho kịp thời cái lịch là gieo cấy cho cái vụ tiếp theo. Được biết vụ mùa năm 2019, xã Tân Phúc gieo cấy được trên 180 ha lúa, trong đó có 40% diện tích lúa lai, 50% là diện tích lúa thuần. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân xã Tân Phúc đã thu hoạch được trên 60% diện tích lúa vụ mùa, năng suất ước đạt trên 50 tạ trên 1 ha. Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn cùng với đội ngũ cán bộ khuyến nông viên xuống thôn bản, bám sát cơ sở, nắm tình hình, tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa và tuyên truyền cho bà con nông dân huy động mọi nguồn lực, nhanh chóng hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa, đảm bảo đúng tiến độ.